Hoa hậu Dương Mỹ Linh chuẩn bị lên xe hoa với doanh nhân Việt Kiều. Thời gian Dương Mỹ Linh tổ chức đám cưới với bạn trai doanh nhân đã được hé lộ bởi một người đồng nghiệp thân thiết. Thời gian vừa qua, đông đảo khán giả đã chứng kiến nhiều người đẹp lần lượt tổ chức đám cưới. Nhiều người không khỏi bất ngờ khi được ngắm nhìn các sao nữ đình đám khoác lên mình váy cưới trắng tinh khôi. Nối tiếp các bóng hồng nổi tiếng, mới đây một nhà thiết kế đã tiết lộ trong làng giải trí việc chuẩn bị có thêm một người đẹp lên xe hoa. Cô dâu mới này chính là Hoa hậu Dương Mỹ Linh, cụ thể nhà thiết kế Huy Cận cho biết anh đã nhận được thiệp mời cưới từ người đẹp và chồng sắp cưới. Anh chia sẻ thêm về ngày đặc biệt của nàng hậu, sau gần 4 năm gắn bó, bảo anh và Dương Mỹ Linh sẽ tổ chức hôn lễ vào ngày đẹp với các con số đẹp. 12/12/2022 tới đây, hôn lễ được tổ chức với lượng khách mời giới hạn tại không gian sang trọng bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh. Cội nguồn vẫn luôn là điều được cả hai trân trọng, giữ gìn. Vì lẽ đó, dẫu sống ở Mỹ, nhưng ngày trọng đại, họ vẫn chọn quay về quê nhà. Ngoài việc khoe tin vui tới đông đảo khán giả, Huy Cận còn không quên gửi gắm tới cặp đôi, hôn nhân mở ra chương mới, đầy thú vị, nhưng chắc chắn cũng không ít thử thách. Để chúng ta càng hiểu, càng quý hai từ hạnh phúc, tổ chức bảo anh, Dương Mỹ Linh sẽ luôn có được những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Sẽ có muôn vàn khó khăn, có thể nhỏ hoặc lớn, chỉ cần tâm trí luôn nhìn về một phía, bình yên, hạnh phúc sẽ luôn đến.